Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 97, Tiểu Ngũ nhà họ Nghiêm. A Vũ, trái tim Đường Quân giao thắt lại, suýt nữa đẩy cửa đi vào, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói vừa bực mình vừa buồn cười của phụ nhân. Đúng là đứa bé ngốc nghếch, gọi vui vẻ như thế mà còn không biết người ta là ai thì người ta không nhớ rõ mà. Giọng nói nũng nịu của tiểu cô nương vang lên. Được rồi, giờ đã muộn rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi. Đây là giọng nói trầm thấp của nam tử trung niên. Cha ơi, con muốn mang bánh đậu đỏ về nhà ăn dần. Được, để cha bảo họ gói mấy cái vừa làm xong cho tiểu ngũ mang về ăn dần. Không được, chàng hờ tí là chiều con bé, con mèo nhỏ tham ăn, nếu lại kêu đau răng nữa, nương mặc kệ con đấy. Rồi rồi, không được thì không được. Tiếng nói chuyện của gia đình ba người nối tiếp nhau truyền ra, đường quân giao rất muốn đẩy cửa đi vào xem tiểu cô nương trong đó có phải A Vũ của nàng hay không, thế nhưng đôi tay của nàng không thể nào cử động nổi. Bảo nha, nên về thôi. Thấy nàng dừng bước đứng lặng người, đường Hoài Châu lấy làm khó hiểu, khẽ thúc giục. Vào đúng lúc này, cửa phòng, cót kết, bị người bên trong đẩy ra đường quân giao vô thức đưa mắt nhìn sang thì thấy một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, là người đầu tiên bước ra ngoài, theo sau ông là hai mẹ con có vẻ ngoài giống hệt nhau. Nam tử trung niên là người đầu tiên chú ý tới sự hiện diện của các nàng, thấy nàng nhìn nữ nhi của mình không chớp mắt, hắn ta lập tức giấy lên cảnh giác, bình tĩnh che chở cho thê tử và nữ nhi ở phía sau. Đường quân giao nhìn chằm chằm tiểu cô nương được nam tử che chở ở phía sau. Đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía nàng, khi ánh mắt chạm nhau cả hai đều sững sốt. Đường quân gia thấy diện mạo của tiểu cô nương này không giống A Vũ một chút nào, thứ giống duy nhất chính là đôi mắt xinh đẹp to tròn, đầy vẻ linh động của đối phương. Xin lỗi. Đường hoài miễn thấy mấy người bọn họ không chỉ chắn trước cửa phòng người ta, lại còn cản đường đi nhà người ta vì thế hắn vội vàng kéo kéo đường hoài châu, rồi lại giật giật vạt áo của đường quân giao vẫn đang ngẩn ngơ ý bảo bọn họ tránh ra tiểu ngũ đi thôi tiểu cô nương kia cũng đang ngơ ngẩn nhìn đường quân giao cô bé nhìn nàng chăm chú tới mức không nghe rõ tiếng mẫu thân gọi dầu đã bị mẫu thân kéo tay đi một đoạn khá xa thế nhưng cô bé vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại ánh mắt khóa chặt đường quân giao vị tiểu thư này nhìn quen mặt quá như thể mình đã gặp ở đâu đó rồi cô bé ngây ngô đi theo phụ mẫu ra khỏi quán trà trong đầu vẫn luôn nhớ tới vị cô nương lúc nãy càng nghĩ thì cô bé càng cảm thấy nàng quen mặt không chỉ thế nàng còn mang lại cho mình một loại cảm giác gần gũi như thể bọn nàng đã chung sống với nhau rất nhiều năm cha mẫu thân hai người đợi con một chút cô bé thoát khỏi vòng tay của mẫu thân vội vàng bỏ lại một câu rồi quay đầu lao trở lại tiểu ngũ tiểu ngũ con đi đâu thế phu nhân không yên tâm vội truy hỏi nhưng tiểu nha đầu chạy cực nhanh thoáng tay đã không thấy bóng dáng đâu cũng không biết cô bé con nghe thấy lời nàng không tiểu cô nương lao một mạch lên lầu chạy thẳng tới trước cửa xương phòng mà nhà mấy người kia vừa bao nhưng bên trong trống vắng không một bóng người đi rồi ư sao không đợi thêm chút nữa cô bé thất vọng lẩm bẩm a à, vũ đột nhiên có một giọng nói êm tai vang lên sau lưng tiểu cô nương cô bé vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên quay đầu lại thấy trước mắt chính là vị tiểu thư quen mặt vừa rồi, nàng ấy đang mỉm cười với mình, một nụ cười xinh đẹp dạng người. Giao Cô bé mở bật toan gọi cái tên này, nhưng trong lòng lại do dự, nàng ấy thật sự là giao giao sao? Thật sự là giao giao, người rất quan trọng rất quan trọng với mình sao? Tuy nhiên, sau khi cô bé nhìn thấy ánh mắt khích lệ của đối phương, cuối cùng vẫn thốt lên. Giao giao. Vừa dứt lời, cô bé đã trông thấy nụ cười cửa vị tiểu thư kia càng thêm sán lạn nụ cười ấy giống như ánh mặt trời trói lọi bên ngoài vừa tươi đẹp vừa lóa mắt cô bé đi nhanh qua đó kéo tay của đối phương gọi rành mạch từng tiếng giao dao gọi đến quá ư là vui sướng từng tiếng gọi dao dao quen thuộc vang lên trong tai đường quân giao nó khiến lòng nàng vừa vui mừng vừa có thoang thoảng nỗi xót xa a à, vũ cuối cùng cũng trở về rồi Đường Hoài Châu trầm ngâm nhìn hai người đang nắm tay nhau, ngây ngốc nhìn nhau mỉm cười, khi hắn nghe muội muội gọi, "A à Vũ", trái tim không khỏi run lên. "A à Vũ, chẳng lẽ là ngôn Vũ kia sao? Nàng ấy quả thật quay về rồi sao?" Hắn cảm thấy chuyện này khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn còn hoài nghi đối phương là tên lừa đảo, nhưng khi trông thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở ánh mắt đong đầy ý cười của của tiểu cô nương này hắn liền hiểu những cảm xúc này đều xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn không phải là giả tạo. Tiểu ngũ, vị cô nương này là? Tưởng thị vẫn luôn theo sát nữ nhi, cuối cùng không nhịn được mà đi tới hỏi thăm. Nương, đây là giao giao, chính là giao giao mà con đã nói với người ấy. Người cứ không tin cơ, bây giờ thì tin rồi chứ. Tiểu cô nương kéo cánh tay của đường quân giao về phía nương và nói với giọng đắc ý. Giao giao, thật sự có giao giao sao? Tưởng thị mơ hồ. Khoảng chừng nửa năm trước, từ khi nữ nhi bị một trận sốt cao, con bé không ngừng kéo nàng nói những câu đại loại như giao giao ở đâu. Nàng muốn đi tìm giao giao, nàng nghe mà vô cùng hoang mang, nàng nào biết giao giao gì chứ, thế nên nàng chỉ cho rằng nữ nhi bị sốt đến hồ đồ. Không lâu sau, nàng dẫn nữ nhi lên kinh đoàn tụ với phu quân. Mặc dù nữ nhi không còn quậy phá đòi đi tìm dao dao nữa nhưng cứ sảnh ra một cái là chạy ra ngoài. Cách đây không lâu, lỗ chó ở sân sau của vương phủ bị bị lún một hố lớn, thế nhưng nàng lại không ngờ rằng cái hố đó là do tiểu nha đầu này mỗi ngày lén lút chui khỏi phủ tạo thành. Cũng may mấy ngày trước miệng hộ đã được lấp vào, sau đó tiểu nha đầu không còn cách nào để khác để chuồn ra nữa, nhờ vậy nàng mới yên tâm hơn hôm nay nàng cùng phu quân dẫn nữ nhi bị cầm chân đến bí bách ra ngắm nhìn sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành nhưng không ngờ rằng chuyến đi lần này lại để nữ nhi gặp được giao giao mà con bé luôn mồm nhắc tới nàng không hề nghi ngờ đây chính là âm mưu của đối phương mấy người trước mặt này ai nấy cũng ăn mặc quý phái vừa nhìn đã biết là thân phận không tầm thường mà nụ cười trên mặt giao giao kia lại vô cùng chân thành không chút giả dối quan trọng nhất là đây là do nữ nhi của mình chủ động chạy về tìm người ta. Ánh mắt của đường quân giao cuối cùng cũng rơi trên người tưởng thị, thấy nàng mặt mày ôn hòa, ăn mặc đoan trang đúng mực, ngôn hành cử chỉ tự nhiên thoải mái, chỉ có điều trong ánh mắt của nàng ấy lúc này lại tràn đầy vẻ nghi ngờ cùng khó hiểu. Đây là mẫu thân hiện tại của A Vũ sao? Nàng lấy lại tinh thần, hướng về tưởng thị nhẹ nhàng nhún người hành lễ. Quân giao ra mắt phu nhân. Không được, không được. Tưởng thị vội vã vươn tay nâng nàng lên. Một cô nương yểu điệu với phong thái không tầm thường này cũng không biết là thiên kim tiểu thư của gia đình quyền quý nào, nàng không thể đảm đương nổi đâu. Đường Hoài Miễn nghi ngờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, hắn càng nhìn càng mơ hồ, đặc biệt là khi trông thấy Đường Hoài Châu bên cạnh mình cũng tiến về phía trước, chắp tay hành lễ với vị phu nhân kia. Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy thê nhi quay về. Nghiêm Vĩnh nghiệp cũng rào bước trở lại. Đúng lúc nhìn thấy tình canh này, đợi hắn nhìn kỹ lại thì nhận ra người trẻ tuổi đang kính cẩn hành lễ với Tường Thị chính là Nhi tử của Trung thư lệnh Đường Tùng Niên. Hắn lập tức sững sốt không thôi. Khi Đường Hoài Châu và Tường Thị đang nói vài câu khách khí thì Đường Quân Giao cũng biết được tên hiện giờ của môn vũ là Nghiêm Nhược môn, vì nàng xếp thứ năm trong nhà cho nên lại gọi là Tiểu Ngũ. Nghiêm Nhược Vũ, Nghiêm Tiểu Ngũ, môn vũ, Hứa Đinh Nhược. Đường quân giao lặng lẽ nhầm mấy cái tên này, rồi lại liếc nhìn tiểu cô nương đang cười tít mắt bên cạnh. Trong lòng nàng càng thêm khẳng định rằng nàng ấy chính là môn vũ. Chẳng qua hiện giờ ký ức không đầy đủ, nhớ cái được cái không, nếu không lúc nãy khi nàng bước từ trong phòng ra, nàng ấy vừa nhìn thấy mình cũng sẽ không dám bước tới nhận người. Thế nên môn vũ không hề truyền thế, mà hồn phách của nàng ấy đang ở trong cơ thể của nghiêm tiểu ngũ ư liệu tình huống này của nàng ấy có giống với tình huống của mình đời trước không? Một ngày nào đó trong tương lai, hồn của A Vũ sẽ bị hồn của chủ nhân cơ thể này, cũng chính là nghiêm tiểu ngũ thật đuổi ra khỏi cơ thế. Nghĩ đến loại khả năng này khiến nàng không sao thừa nổi, cũng không nhịn được mà nắm chặt tay tiểu ngũ hơn. Mặc dù nàng còn có rất nhiều điều muốn hỏi tiểu ngũ, nhưng nàng cũng biết rằng bây giờ không phải thời cơ thích hợp. Vì thế, sau khi cùng đường Hoài Châu và đường Hoài Miễn nói vài lời khách khí với nghiêm vĩnh nghiệp, đường Hoài Châu bèn nói cáo từ. Giao giao, ngươi phải về rồi à? Tiểu ngũ kéo tay nàng, lưu luyến hỏi. Đường quân giao chưa kịp đáp lại, mắt nàng ấy đã sáng lên, nói tiếp. Hay là ta đi về cùng ngươi nhé? Tiểu ngũ, con không thể tùy hứng. Tưởng thị giờ khóc giờ cười, khẽ quở. Mặc dù đường quân giao cũng không nỡ, nhưng khi thấy đường hoài châu nháy mắt với mình nàng biết ngay ý của hắn là gì cuối cùng nàng chỉ đành vuốt nhẹ tóc mai của tiểu ngũ và dịu giọng nói a à, vũ về trước đi hôm khác ta sẽ tới thăm ngươi hôm khác là ngày nào tiểu ngũ gặng hỏi đường quân giao há mồm định tiếp lời thì tương thị đã tức giận nhéo tay nữ nhi một cái còn nghĩ muốn tới là tới chắc hiện giờ nhà họ đang làm khách trong phủ tín vương đó nào phải nơi mà người ngoài thích vào thì vào chứ tiểu ngũ dầu môi không vui, nhưng cô bé cũng không nói gì thêm. Thực ra đường quân giao cũng có chút kiêng rè, đường tùng niên không qua lại thân thiết với chư vị hoàng tử, cho dù đường quân nhu có trở thành thứ phi của tín vương thì thái độ của ông với tín vương cũng không mảy may thay đổi. Nếu lần này nàng chủ động đến phủ tín vương, có khi nào sẽ truyền ra tin tức không tốt gây ra phiền phức cho lão già nhà mình không? Chuyện này nàng còn phải suy xét kỹ hơn mới được. Đường quân giao không yên tâm, nhỏ giọng giận dò. A à Vũ phải nghe lời của mẫu thân, không được giấu cha nương lén lút ra ngoài như trước nữa. Chùi lỗ chó gì đó, chắc cũng chỉ có nha đầu này nghĩ ra được. Ờ, ngươi biết hả? Tiểu ngũ ngạc nhiên nhìn nàng. Đường quân giao khẽ cười, xoa đầu nàng một cái rồi mới cùng hai huynh trưởng lên xe ngựa trở về. Người đó tên là Nghiêm Vĩnh Nghiệp, hiện tại đang là môn khách của phủ tín vương nhưng hắn không hề được tín vương đánh giá cao, nên chỉ làm mấy chuyện vặt vãnh như sao chép sổ sách gì đó trong phủ. Tháng trước phu nhân nghiêm vĩnh nghiệp dẫn nữ nhi lên kinh tìm phu, cũng bởi vậy mà tưởng thì mới biết thị thiếp tôn thị của tín vương có quan hệ thân thích với mình, hai người họ cũng được coi là biểu tỉ muội ho hàng xa. Cũng bởi mối quan hệ này mà gia đình ba người nghiêm vĩnh nghiệp có thể tạm thời ở lại trong phủ tín vương. Về phủ không lâu, đường Hoài Châu đã sai người đi thăm dò tin tức để nói cho muội muội đường quân giao nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. May mà là môn khách, may mà không được trọng dụng đấy. Nếu như thế, nghiêm gia là nhà tự do, không dính dáng quá sâu với tín vương, sau này muốn thoát ra cũng dễ. Thật ra muội không cần suy nghĩ nhiều, nếu muốn tới phủ dự vương thăm nàng ấy thì muội cứ đi thôi. Dẫu sao đường phủ và phủ tín vương cũng có quan hệ thông gia, có qua lại cũng là điều vô cùng bình thường, nếu cố tình xa cách quá sẽ khiến người khác nghĩ nhiều đường hoài châu thong thả nói đường quân giao suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy đúng là như vậy hóa ra là do mình nghĩ quá nhiều ca ca tái thần tiên kia không hiện giờ bình chân đạo trưởng đang ở đâu muội có việc này nên muốn tìm hắn nàng hỏi muội muốn hỏi hắn về chuyện của nghiêm tiểu ngũ à đường hoài châu thoạt nghe đã hiểu bây giờ hắn ta đang ở chùa thanh vân suy cho cùng người nọ và đạo yêu huyền thanh cũng là huynh đệ đồng môn hơn nữa bản thân hắn cũng có bản lĩnh, vì thế phải đặt hắn trong tầm mắt của mình mới yên tâm. chương 98, Căng thẳng Đường quân giao viện cớ muốn đi chùa Thanh Vân dâng hương, nàng nhõng nhẽo nài nỉ khiến cho Nguyễn Thị đành phải miễn cưỡng đồng ý. Đường Hoài Châu đưa nàng tới chùa Thanh Vân thì thấy tái thần tiên đã nghiêm chỉnh khoác lên mình chiếc đạo bào, nhìn trông thật sự có vài phần khí cốt của thần tiên. Đương nhiên, bây giờ hắn đã không còn gọi là tái thần tiên nữa mà gọi là bình chân đạo trưởng của chùa thanh vân vô lượng thiên tôn lâu rồi không gặp đường cô nương vẫn khỏe chứ đường quân giao cảm thấy không quen khi nhìn thấy dáng vẻ đoan chính của hắn nàng hẵng giọng trả lời khỏe lắm khỏe lắm nhọc đạo trưởng nhớ mong rồi dừng một chút nàng lại nói tiếp quả nhiên là ba ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn đạo trưởng thật sự khiến người ta phải bất ngờ đấy Bình Chân cười hi hi, hắn vừa cất tiếng cười thì Phong Thái Thần Tiên lập tức bị gột rửa, lại trở thành tái thần tiên chuyên lừa đảo người khác trên phố lớn. Chùa Thanh Vân này rất hợp với ý ta, không lo cái ăn cái mặc, không có những quy củ nghiêm ngặt như ngôi chùa khác, lệnh huynh thật sự đã tìm cho ta một nơi ở tốt. Hắn liếc mắt về phía Đường Hoài Châu đang tỏ ra ung dung phẩm trà, thấp giọng nói. "Đường Quân giao bật cười. Không có nhiều quy củ yêu cầu không cao, đó là bởi vì chùa Thanh Vân này hương khói đã không còn hương thịnh như trước, chủ chùa cũng là một người được ngày nào hay ngày đó, nay có tái thần tiên lười nhắc này ở cùng, ông ta vui còn không kịp. Lần này cô nương đến đây tìm ta chẳng lẽ đã có tung tích của vị hứa cô nương kia rồi sao? Bình chân hỏi. Làm sao ngươi biết ta đến đây vì chuyện này? Đường quân giao nhíu mày. Bình chân ra vẻ bí hiểm khó dò. Bần tăng bấm tay. Tính nói tiếng người. Đường quân giao cắt ngang lời hắn, tức giận nói. Có thể khiến cô nương từ xa tới đây cũng chỉ có chuyện của hứa cô nương mà thôi. Bình chân sờ mũi đáp lời. Đường quân giao lắc đầu, không cùng hắn nói hiu nói vượn nữa. Nàng nói thẳng cho hắn chuyện mình đã gặp lại môn vũ, không, tiểu ngũ nhà họ nghiêm. Lần này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nàng ấy vậy? Tại sao nàng ấy lại trở thành nữ nhi của nghiêm vĩnh nghiệp? nữ nhi thật của nghiêm vĩnh nghiệp đang ở đâu? Sau cùng, nàng hỏi hết một lèo những vấn đề mà mình quan tâm. Khuôn mặt bình chân tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng hai người này còn có thể gặp lại nhau, thế rồi không khỏi cất tiếng cảm thán. Nếu ta đoán không sai thì hứa cô nương có quan hệ mật thiết với linh hồn của tiểu cô nương họ nghiêm mà đời này nàng ấy đầu thai. Kim quang của hoàng thất có khả năng bảo vệ nàng ấy khỏi hồn phi phách tán, nhưng chung quy nàng ấy vẫn là linh hồn của đời khác muốn luân hồi sống lại e rằng không phải chuyện dễ dàng, như vậy sẽ làm rối loạn lẽ trời. Tuy nhiên, hứa cô nương chết yểu đời này đã chuyển thế đầu thai, nàng ấy và hứa cô nương đến từ đời khác cùng chung một hồn, tự nhiên hai hồn hòa hợp. Tuy rằng hứa cô nương đến từ đời khác có thể trách được nỗi đau diệt hồn, nhưng linh hồn kiểu gì cũng bị thương nặng, cho nên nàng ấy hoàn toàn không có năng lực nhập vào cơ thể của người không có quan hệ nếu nàng ấy muốn tiếp tục tồn tại trên đời thì chỉ có thể bị dung hợp với hứa cô nương đã chuyển thế ở đời này cũng chính là nghiêm cô nương hiện tại loại tình huống này tương tự như đường cô nương ngươi ở đời trước tương đương với việc nàng ấy sẽ có thêm một phần ký ức nữa chẳng qua là linh hồn của hứa cô nương đang bị thương nặng nên ký ức mới không được hoàn chỉnh thôi nhưng ta cảm thấy điều này đối với nghiêm cô nương lại là một chuyện vô cùng tốt giờ nàng ấy chỉ nhớ rõ người đối xử tốt với mình không còn nhớ những chuyện đau buồn trước đó nữa. Đường quân giao im lặng thật lâu, sau cùng khuôn mặt lộ ra một nụ cười thư thái. Người nói đúng lắm, đối với A Vũ hay Tiểu Ngũ thì kết quả như vậy mới là tốt nhất. Quên đi hết thảy những tổn thương cùng đau khổ, giữ lại hạnh phúc cùng vui vẻ, đây quả thực là điều cực kỳ tốt đẹp. Những bi ai cùng thống khổ của hứa đinh nhược và môn vũ, cứ để nó hoàn toàn tan biến cùng với ánh sáng trắng ở huyện Hoài Bình ngày đó đi trước nay nàng không tin quỷ thần cũng chưa bao giờ thích lão đạo lỗ mũi châu thế nhưng lần này nàng lại bước vào bảo điện đại hùng trong chùa triều vân quỳ lại trước tượng tam thanh với vẻ thành kính sau đó còn nghiêm túc góp tiền hương đèn cuối cùng chân thành nói lời cảm tả với đạo trưởng bình chân đạo trưởng bình chân bị thái độ của nàng làm cho không được tự nhiên hắn khua tay loạn xạ mà nói không hề gì không hề gì đường quân giao khẽ cười cũng không khách sáo với hắn nữa, lập tức cáo từ rời đi. Bây giờ đã yên lòng chưa? Khi ra khỏi chùa Thanh Vân, đường hoài châu liếc nhìn nụ cười yểu điệu trên khuôn mặt nàng rồi chợt cất tiếng hỏi. Yên lòng rồi à, ca ca, nàng ấy thật sự đã trở lại rồi. Ánh mắt đường quân giao sáng lấp lánh, vui sướng nói. Thấy nàng cười như vậy đường hoài châu bất giác cũng cười theo. Người kia trở về rồi con bé sẽ không còn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi nữa. Lại nói về nhà họ Nghiêm, sau khi Nghiêm Vĩnh Nghiệp đưa Thê Nhi trở về tiểu viện đang ở tạm trong phủ tín vương, ông bèn hỏi nữ Nhi đã quen biết cô nương đường ra từ khi nào. Nghiêm tiểu ngũ mù mờ trả lời. Khi nào quen biết ý à? Con và Giao Giao đã biết nhau từ rất lâu rất lâu rồi, con còn biết nàng trước khi biết cha nương đấy. Nghiêm Vĩnh Nghiệp giờ khóc giờ cười, ngay cả tưởng thị cũng không nhịn được cười nàng tức giận nhéo má tiểu cô nương sao con không nói luôn là mình đã biết nàng từ khi còn ở trong bụng nương đi nghiêm tiểu ngũ dầu môi cười đắc ý sau đó nói tiếp còn sớm hơn cả lúc ở trong bụng nương cơ Phu thê nghiệm thị bị nữ nhi nhà mình chọc cười té ra hai đứa các con đã biết nhau từ đời trước rồi hở tưởng thị âu yếm mà ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của bé cưng nhà mình đùa dí dòm nào biết tiểu cô nương lại gật đầu đầy nghiêm túc. Chính là biết nhau từ đời trước à? Nghiêm Vĩnh Nghiệp bật cười vui vẻ. Hắn biết dù mình có hỏi nha đầu này thì cũng chẳng hỏi được gì. song hắn chỉ nghĩ rằng nữ nhi đã quen cô nương đường ra khi lẻn ra ngoài trong thời gian trước. Vậy đường cô nương rốt cuộc là ai? Nhớ tới hình như phu quân nhận ra huynh đệ đường cô nương, tường thị tò mò hỏi. Giao giao là tiểu tiên nữa đẹp người đẹp nết. Nghiêm tiểu ngũ cướp lời rồi trả lời trôi chảy. Phu thế nghiêm thị. Chấm, thật đấy à, con không lừa hai người đâu, giao giao tốt lắm, tốt lắm luôn. Nghiêm tiểu ngũ thay thế thì cho rằng cha nương không tin mình lại vội vàng bồi thêm một câu. Nghiêm vĩnh nghiệp dây thái dương, nói. Được rồi, cha biết đường cô nương rất tốt rất tốt rồi, nhưng giờ con ra ngoài trước, cha và nương còn có lời muốn nói. Tiểu cô nương biết cha cố ý đuổi mình đi, tuy rằng không nguyện ý nhưng nàng cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ đành không cam lòng rời đi. Nếu ta không nhận nhầm thì vị đường cô nương kia hẳn là nữ nhi của trung thư lệnh đường đại nhân đường Tùng Niên. Sau khi nữ nhi rời đi, nghiêm vĩnh nghiệp nói nhỏ. Tưởng thị hết hồn. Vậy chẳng phải nàng chính là đường muội của đường chắc phi sao? Đường chắc phi của phủ tín vương xuất thân từ đường phủ, thúc phụ của nàng chính là đường đại nhân được hoàng đế vô cùng coi trọng khi mới tới phủ tín vương nàng đã được biểu muội họ hàng xa nói cho điều này. Tín vương phi là một người ốm yếu nhiều bệnh không thể tách rời ấm thuốc, triển miên nằm trên giường bệnh, đường chắc phi xuất thân cao, lại được tín vướng nuông chiều, vì thế nàng ta nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của hiện tại của vương phủ, nghe đồn tín cương đã chuẩn bị nâng nàng ta lên làm chắc phi. Ngộ nhỡ một ngày nào đó tín vương phi không còn nữa, nói không chừng nàng ta có thể phủ chính thành vương phi sao tiểu ngũ có thể quen biết thiên kim tiểu thư con nhà cao quý được chứ? Với tính cách lỗ máng, gan to bằng trời của con bé, ngộ nhỡ một ngày xảy ra xung đột với người nọ, há chẳng phải. Tưởng thị âu sầu, nghiêm vĩnh nghiệp cao mày. Điều mà hắn đang nghĩ tới lúc này chính là yêu cầu xác lập tín vương làm thái tử trong chiều càng ngày càng cao, nhưng vài vị tâm phúc của bệ hạ như đường tùng niên, khâu trọng, vi lương lại thủy trung không bày tỏ thái độ, Bọn họ vẫn luôn lấy trầm mặc để ứng đối, cho nên hiện giờ Tín Vương đang nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo bọn họ, và Đường Đại Nhân Đường Tùng Niên chính là người đầu tiên. Lúc đầu, có lẽ hắn còn vui mừng khi nhìn thấy Đường cô nương kết bạn với nữ nhi của mình, dù sao tiểu Ngũ cũng vừa đến đây chưa được bao lâu, nếu con bé có một người bạn thì còn gì tốt hơn. Nhưng nay, hắn lại không hy vọng tương lai nữ nhi của mình sẽ trở thành con cờ để điện hạ lôi kéo Đường Đại Nhân nữ nhi của hắn cứ tiếp tục sống một cuộc sống đơn thuần bình yên mới tốt. Xong, những lo âu này cũng không cần để phu nhân biết, tránh nàng lại nghĩ ngợi lung tung. Sau này nàng chú ý hơn là được, cũng không cần ngăn cản hai đứa nó qua lại với nhau, nàng chỉ cần quản chặt con bé, không để con bé chạy ra ngoài tìm đường cô nương là được. Thời gian hai đứa quen nhau chắc chưa được bao lâu, gặp ít đi, quan hệ sẽ trở nên xa cách, thế nên việc này không có gì phải vội cả tưởng thị cuống quýt đồng ý trong thư phòng tín vương tín vương vỗ mạnh xuống thư án với vẻ mặt âm trầm lão già chết tiệt không biết điều nội thị bên cạnh sợ tới mức mềm nhũn cả hai chân suýt nữa té ngã xuống đất ai cũng run rẩy mà rụt cổ lại hận không thể co mình thành hòn để tránh bị lừa giận của hắn quét chúng tín vương cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng đám người đường tùng niên và vi lương thì đã đành nay ngay cả khâu trọng kẻ gió chiều nào theo chiều nấy kia cũng dám coi thường mình nếu không phải phù hoàng rộng lượng không kỳ kèo tính toán còn phó thác cho ông ta nhiều trọng trách quan trọng thì chỉ dựa vào việc ông ta hiến kế cho hoàng bá phụ ám sát phù hoàng cũng đủ khiến ông ta chết một nghìn lần điện hạ vương phi một thị nữ bỗng nhiên đi vào bẩm báo cút bao giờ nàng ta chết hẳn tới báo cho bản vương tín vương đanh mặt lại lớn tiếng quát thì nữ kia mặt mày lập tức trắng bệch, không dám nói nhiều nữa, vội vàng bò lùi ra ngoài. Tín vương còn chưa nguôi giận, hắn lại gọi đám nội thị tới mắng cho một trận, tiếng khiển trách đầy giận dữ truyền ra rất xa, khiến cho tiểu ngũ đang được thị thiếp tôn thị của tín vương dắt đi ngắm hoa trong vườn không khỏi sừng sốt. Biểu di, không phải người nói tín vương điện hạ rất khoan dung, đối xử với người khác vô cùng thân thiện sao? Sao lại? Ờ ờ ờ nàng còn chưa nói xong đã bị tôn thị bịt chặt mồm. Những lời này có thể tùy tiện nói được sao? Tục ngữ nói, hòa từ miệng mà ra, phủ tín vương không giống những chỗ khác, hành động phải cẩn thận. Tôn thị vội vàng kéo nàng về phòng, bấy giờ mới nhỏ giọng trách cứ. Nghiêm tiểu ngũ cúi đầu nói. Con biết rồi à, sau này sẽ không dám nữa. Tôn thị thở phào nhẹ nhõm, âu yếu kéo lấy tay nàng. Có lẽ ta không nên giữ các ngươi ở lại. Nàng giữ mẫu nhi Tường thị ở lại Vương phủ không phải là vì niệm tình thân thích, tuy nàng cùng tưởng thị có quan hệ thân thích nhưng 20 năm nay không hề gặp mặt lần nào, dù là tình cảm thì cũng đã nhạt phai. Nàng giữ các nàng ở lại hoàn toàn là vì nàng yêu thích tiểu cô nương có tâm tư trong sáng như tờ giấy trắng trước mặt này. Quãng đời còn lại của nàng như đầm nước tù, vốn cũng chỉ đang sống cho qua ngày mà thôi. Biểu Di muốn đuổi bọn con đi sao? Nghiêm tiểu ngủ tuổi thân hỏi. Không phải biểu di đuổi các ngươi đi, biểu di thôi vậy, sau này ngoại trừ chỗ của biểu di và tiểu viện nơi con sống, con không được đi đâu cả, vườn cũng không được đi, đã nghe rõ chưa? Tôn thị dặn dò. Dạ. Nghiêm tiểu ngũ ngoan ngoãn đồng ý. Viện phía Tây, đường quân nhu nghe được tin thị nữ của tín vương phi bị tín vương trách mắng thì vui sướng khi người khác gặp họa lắm đã bước nửa chân vào quan tài rồi mà còn muốn tranh điện hạ với nàng sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nàng ta hả hê, đưa thiệp mời đã viết xong cho thị nữ thiệp. Sai người đưa tới phủ tam thúc. Thị nữ lĩnh mệnh rời đi. Trên giường bệnh, tín vương phi ho đến mức sắc mặt tím tái. Sau khi nghe nói thị nữ vừa mới đề bạt chạy đi mời tín vương, nàng vừa tức vừa vội, ho lại thêm dữ dội hơn hạ nhân không hiểu chuyện thì nô tỳ sẽ tự mình dạy bảo, vương phi tội gì bực bội làm gì. Thị nữ thiếp thân Thu Bình vừa giúp nàng thuận khí vừa an ủi. Đuổi nàng ta ra ngoài, bên người ta không cần loại người tự tung tự tác như vậy. Tín vương phi thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Bây giờ chúng ta đuổi nàng ta đi, chẳng phải sẽ càng khiến người ta cười chê sao? Bị người ta cười chê còn tốt hơn là giữ người dẫn ma quỷ tới ta vất vả lắm mới sống yên ổn được vài năm, thực sự không muốn lấy thân hầu. Mặt tín vương phi trắng bệnh khi nhớ lại những năm sống trong địa ngục kia, nàng không khỏi dùng mình một cái. Triển miên trên giường bệnh thuốc không rời miệng cũng chả sao cả, ít nhất nàng còn được sống những ngày yên ổn. Thu Bình tỉ tỉ. Bỗng nhiên có một nha đầu đứng ngoài cửa gọi vào, Thu Bình dừng một chút rồi thấp giọng cáo lui. Tín Vương Phi nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường để tĩnh tâm lại nghe thấy thu bình tiếng bước chân của thu bình nàng vẫn nhắm như cũ mà hỏi có chuyện gì thế đường chắc phi sai người đưa thiệp mời tới phủ đường đại nhân ngu xuẩn tín vương phi đột nhiên mở mắt cười lạnh nói đường tùng niên chỉ có một nữ nhi nghe nói ông ta yêu nàng như chân bảo bất kể nàng ta có hình rõ tình hình hay không một khi đường quân giao thật sự bị con sói hung ác nhìn chòng chọc không có đường tùng niên, đường quân nhu chẳng là cái thá gì sất, ta đợi nàng ta bị con sói hung ác xé xác. Nhưng Vương Phi, nếu người nọ thật sự nhìn chúng đường quân giao, thì sự tồn tại của Vương Phi sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất để hắn ta cười đường quân giao, dấu sao đích nữ của thừa tướng cũng sẽ không làm thiếp cho người ta. Thù Bình lo âu, trong mắt người ngoài, Vương Phi triển miên trên giường bệnh, bỗng nhiên chết bệnh cũng không phải chuyện gì kỳ quái tín vương phi cũng lập tức nghĩ tới điều này nàng ta không khỏi dùng mình ớn lạnh với tính cách của người kia hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy đường quân giao đang định tìm lý do gì đó để đến phủ tín vương thì bất ngờ nhận được thiệp mời của đường quân nhu đưa đến nàng khép lại thiệp mời cười nói trước ánh mắt thăm dò của nguyễn thị đại tỷ đã có lời mời sao con có thể không đi chứ nguyễn thị nhíu mày không yên lòng hỏi con đi cũng được nhưng không thể đi một mình, phải tìm người đi cùng. Đại tỷ con, nếu nương không yên tâm, con sẽ bảo ngũ công chúa đi cùng, nghe nói tín vương phi không khỏe, ngũ công chúa cũng có thể đến thăm nhị hoàng tẩu của nàng. chương 99, nhà đầu lắm mồm đáng chết. Ngũ công chúa sầu dĩ không vui ngồi trên mặt đất, nàng ôm lấy tấm mềm mà lúc sinh tiền hoàng hậu thường dựa vào. Thiên hy đế thấy vậy thì vô cùng đau lòng cho nữ nhi, ông xoa đầu nàng âu yếm sau khi nghe công nhân truyền đạt lại ý tứ của đường quân giao thấy nữ như có vẻ không hứng thú lắm ông thở dài và nói đi 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 thăm hoàng tẩu con cũng tốt đi để lòng khuây khỏa cũng được con ra ngoài đi dạo chứ đừng ở trong cung bức bối quá rồi suy nghĩ lung tung không phải trước đây phủ hoàng không đồng ý cho con xuất cung sao ngũ công chúa lấy làm khó hiểu trước đây con to gan lớn mật lại còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi, phụ hoàng cũng an tâm hơn. Thiên Hy Đế mỉm cười nói. Thật ra, điều ông thực sự muốn là để ngũ công chúa ra ngoài khuây khỏa tâm tình. Sau khi hoàng hậu mất, hoàng tử công chúa dưới gối ông nhiều như vậy nhưng người thật sự giữ đạo hiếu cho hoàng hậu cũng chỉ có dự vương và ngũ công chúa. Hai đứa này đều là những đứa con thật lòng hiếu thảo nên ông muốn chăm sóc chúng nhiều hơn. Đi đi, phụ hoàng bố trí mấy người đắc lực cho con, đi sớm về sớm ngũ công chúa suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy lâu rồi mình chưa gặp tiểu đường đường với lại nàng cũng chưa đến phủ đệ của nhị hoàng huynh bao giờ nhân cơ hội này đi xem cũng được đến ngày hẹn từ sáng sớm đường quân giao đã vào cung đón ngũ công chúa để cùng nhau đến phủ tín vương nàng chú ý tới khuôn mặt của công nữ đi theo hầu hạ ngũ công chúa không phải là người bình thường vẫn hầu hạ nàng ấy nàng lấy làm khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng Đường quân nhu vô cùng bất ngờ khi trông thấy ngũ công chúa cũng đến. Đương nhiên nàng ta sẽ không cho rằng mình có thể diện lớn đến nỗi mời được cả tĩnh an công chúa được sùng ái nhất. Sau khi hai bên hành lễ xong, ngũ công chúa quan sát đánh giá nàng ta một phen, rồi nghiêng đầu nói với đường quân giao. Tiểu đường đường, diện mạo của muội và tỷ tỷ này của muội chả giống nhau gì cả. Muội với đại tỷ không phải tỷ muội ruột nên đương nhiên diện mạo không giống nhau. Đường quân giao cười đáp lời. Ngũ công chúa quan sát đường quân nhu một hồi rồi trực tiếp đưa ra kết luận. Vẫn là tiểu đường đường đẹp hơn. Lời nói thẳng thừng không nề mặt này cũng chỉ có ngũ công chúa. Người từ trước đến nay luôn làm theo ý mình và được nuông chiều mới dám nói ra. Đường quân nhu thôi cười, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội ngũ công chúa nên nàng ta chỉ đành gượng cười nói. Tam muội vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong đám tỷ muội chúng ta. Ngũ công chúa không giấu nổi niềm tự hào, bày ra dáng vẻ tâm đắc của người già. Ta là người nhìn tiểu đường đường lớn lên đương nhiên biết muội ấy cái gì cũng rất xuất sắc. Đường quân giao bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, tỷ nhìn ta lớn lên, lời này mà tỷ cũng dám nói. Đường quân nhu cười không được tự nhiên, ngay lúc nàng ta đang định mời hai nàng đến bên nhà thủy tạ thì ngũ công chúa lại nói tiếc. Nhị hoàng tẩu ở đâu, tỷ ấy ôm đau, về tình về lý ta đều phải đi thăm. Đường Quân Ngưu không dám từ chối, nàng ta không thể không đưa các nàng tới chính viện của tín vương phi. Tín vương phi dựa vào thành giường không biết đang nghĩ gì, nghe nói đường thứ phi giận ngũ công chúa và đường cô nương đến đây, bèn phân phó thu bình mở cửa sổ ra để làm bay bớt mùi thuốc nồng nặc trong phòng, tránh cho nó ám lên người ngũ công chúa dầu rằng đây là lần đầu tiên đường quân giao đến phủ tín vương, nhưng nàng đã gặp tín vương phi ở nhiều nơi. Tuy nhiên, nàng đã lâu không gặp tín vương phi kể từ khi nàng ấy bị bệnh, nay vừa gặp lại đã trông thấy tín vương phi gầy đến nỗi xương gò má nhô ra, nhìn người trước mắt khiến nàng không khỏi lấy làm hoảng hốt. Ngũ công chúa cũng thế, nàng ấy vội vàng tiến lên nắm lấy tay tín vương phi, ân cần hỏi. Sao hoàng tẩu lại gầy giá man như vậy? Thái y nói thế nào? bệnh lâu như thế rồi mà cơ thể chưa tốt lên tí nào sao? Đều là bệnh cũ mà thôi, chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Tín vương phi vỗ mờ u bàn tay của ngũ công chúa, mắt lại nhìn về phía đường quân giao đang đứng phía sau nàng ấy. Tín vương phi nhìn thấy nàng có khuôn mặt phủ dung, đôi mày không vẽ mà đen, cánh môi không tô mà đỏ, đôi mắt tròn veo như làn thu thủy, trong đôi mắt ấy còn có sự quan tâm đối với mình tín vương phi không khỏi thầm cảm thán quả nhiên là một giai nhân hiếm có hèn chi con sói hung ác tín vương kia lại nhìn chúng nàng tín vương phi trấn tĩnh lại mỉm cười nói vài năm không gặp quân giao muội muội trở thành đại cô nương rồi đấy đường quân giao đi tới muốn nói vài câu thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cấn an của thị nữ điện hà điện hà đường quân nhu dẫn đầu nghênh đón hành lễ chào hỏi vô cùng mềm mại nào biết tín vương lại không hề dịu dàng săn sóc đỡ nàng lên như ngày thường mà còn đi thẳng qua người nàng nụ cười tươi tắn trên mặt nàng ta lập tức vụt tắt vẻ mặt tràn đầy tủi thân hóa ra ngũ hoàng muội và quân giao muội muội cũng ở đây vậy là bản vương đến đúng lúc rồi tín vương chắp tay sau lưng môi mỉm cười không biết hắn vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt luôn liếc về nơi đường quân giao đang đứng và nói bằng chất giọng dịu dàng sao nhị hoàng huynh vẫn còn ở trong phủ ngũ công chúa ngạc nhiên hỏi vương phi ốm đau như thế bản vương làm sao mà an tâm được đương nhiên phải ở lại trong phủ tín vương thở dài trong lúc nói chuyện đã ngồi xuống bên giường dém góc chăn cho tín vương phi đang cứng đờ cả mặt với vẻ săn sóc rồi lại ôn nhu nói tiếp bản vương thấy thần sắc của vương phi xa suốt hơn hôm qua tối qua ngủ không ngon à lông tơ khắp người tín vương phi dựng thẳng lên đây chính là loại cảm giác bị con sói hung ác nhìn chằm chằm nói không chừng ngay sau đó nàng sẽ bị con sói hung ác này nhào tới cắn xe đặc biệt là tuy nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tín vương nhưng sự chán ghét trong đôi mắt hắn lại không mảy may che giấu nó khiến nàng không nhịn được mà dùng mình một cách vương phi lạnh à để ta đóng cửa sổ vào giọng nói ân cần của đường quân dao vang lên trong phòng không cần đâu mở cửa sổ để thông khí cũng tốt. Tín Vương Phi cuống cuồng nói. Cứ nghe theo quân giao muội muội đi, Vương Phi cũng phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, ngộ nhớ lại cảm lạnh, há chẳng phải làm bản vượng lo lắng hơn sai. Tín Vương không tán thành, sau đó quay đầu nhìn đường quân giao bằng ánh mắt càng thêm ôn hòa hơn. Trong phòng nặng mùi, ngũ hoàng muội càng quân giao muội muội ra ngoài ngồi trước đi, đỡ bị nó ám vào người. Thấy đường quân giao dường như vẫn muốn nói chuyện, Ngũ công chúa thản nhiên kéo cổ tay áo nàng, mở lời trước. Vâng à, vậy thì bọn muội cũng không dám quấy giày nhị hoàng tẩu nghỉ ngơi nữa. Nói xong, nàng kéo đường quân giao ra ngoài. Thừa dịp bọn họ không ở đây, đường quân nhu đang muốn khoe khoang sự sùng ái của tín vương đối với mình trước mặt tín vương phi. Nào ngờ nàng ta còn chưa tiến lên thì tín vương đã bực mình mà chừng mắt nhìn nhìn nàng. Ngươi còn ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau đi theo? đường quân nhu ngây ngẩn cả người. Bên kia, ngũ công chúa kéo tay đường quân giao, nhân lúc bên cạnh không có người của phủ tín vương đi theo, nàng khẽ nói. Tiểu đường đường, muội cảm thấy nhị hoàng huynh thế nào? Nhá nhặn hiền lương, hạ mình cầu hiền. Đường quân giao không hiểu sao nàng ấy lại hỏi cái này, vì thế nàng bèn nói những lời đánh giá dập khuôn lưu truyền ở bên ngoài cho nàng ta, sau cùng còn bồi thêm một câu lúc nãy nhìn huynh ấy đối xử với tín vương phi vô cùng tỉ mỉ săn sóc. Đúng là đồ đần, lúc nãy nhị hoàng huynh đang diễn đấy. Huynh ấy đối xử với hoàng tàu không hề ân cần như huynh ấy vừa thể hiện ra đâu, cũng chỉ có tiểu cô nương mít đặc như muội mới bị lừa thôi. Ngũ công chúa chừng mắt nhìn nàng với vẻ mặt chỉ hận rèn sắc không thành thép. Cùng nữ đi theo sau nàng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn nàng một cái, sau đó lại rủ mắt xuống. Làm sao đường quân giao lại không nhìn ra lúc nãy tín vương chỉ đang diễn kịch, chỉ là nàng không nghĩ đến ngũ công chúa trước nay luôn tùy tiện cũng nhìn ra được, cũng không biết nên nói tín vương diễn xuất vụng về, hay nên nói nàng đã coi thường năng lực quan sát của cô nương khờ này. Nhưng mà tại sao huynh ấy phải diễn kịch chứ? Nàng ra vẻ không hiểu mà hỏi. Ngũ công chúa cười nhạt. Đương nhiên huynh ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Dù sao nhị hoàng huynh cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đâu, muội chớ bị huynh ấy lừa. Đường quân giao sừng sốt, trong lòng cảm thấy rất xúc động, ôm cánh tay của nàng ta rồi khẽ trả lời. Muội biết rồi, muội nghe tỉ hết. Vậy là đúng rồi, ta nhìn muội lớn lên, chẳng lẽ ta sẽ hại muội sao? Ngũ công chúa hãng giọng nói. Đường quân giao, nói nhìn muội trưởng thành thì cũng hơi quá, dẫu sao tỷ cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi chưa mấy. Tam muội muội đối xử tốt với công chúa hơn cả người tỷ tỷ thật là ta này, nhìn hai người giống như tỷ muội ruột vậy, thật khiến người ta nhìn mà đố kỵ. Giọng nói đầy ẩn ý của đường quân nhu vang lên phía sau hai người. Đấy là điều hiển nhiên, ta đối xử tốt với tiểu đường đường, nên tiểu đường đường cũng muốn đối xử tốt với ta, người ngoài không thể so sánh được. Ngũ công chúa cười tít mắt, tranh đáp trả. Đường quân giao nhớn mày, giả bộ ngoan ngoãn đi cạnh nàng ấy để mặc nàng ấy thay mình ứng đối với đường quân nhu còn trong lòng nàng thì nghĩ phải làm sao mới có thể gặp được tiểu ngũ nhưng sẽ không đem lại phiền phức không đáng có cho các nàng ngũ công chúa có thân phận quý giá dù đường quân nhu có tức điên lên cũng không dám để thể hiện ra ngoài mặt vốn dĩ nàng ta muốn khoe mẽ trước mặt đường quân giao nên mới người tới nào ngờ còn mời tới cả một tiểu tổ tông không thể trêu vào khiến nàng ta bực bội muốn chết nàng ta lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ yên lặng dẫn các nàng đến nhà thủy tạ. Nhà thủy tả của phủ tin vương được nước bao quanh, gió mát thổi tới mang theo hơi nước lành lạnh khiến khuôn mát rượi sảng khoái. Bản vương nhớ mang máng năm nay quân giao muội muội sẽ cập kê, chỉ là không biết lễ cập sẽ được tổ chức khi nào. Mấy người vừa ngồi xuống thì đã trông tín vương không biết từ đâu chui ra, sau khi hành lễ xong ngồi thì hắn ngồi xuống ghế đầu, nhìn đường quân giao bằng ánh mắt nhu hòa và hỏi. Ôi chào, nhị hoàng huynh hỏi cái này làm chi? Lúc nên biết thì sẽ tự biết thôi. Ngũ công chúa vẫn cười tít mắt, tranh trả lời. Hoàng muội này của hắn lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng bao giờ xuất bài theo lẽ thường. Tín vương hiểu rõ tính cách của nàng cho nên không để ý. Hắn vẫn dịu dàng nhìn đường quân giao đang xấu hổ cúi thấp đầu, không nói năng gì. Đoạn hắn nói tiếc. Lâu ngày không gặp, quân giao muội muội hình như gầy đi một chút hí hí nhị hoàng huynh thật biết nói đùa huynh là một người bận rộn ngày thường bận bịu không ai sánh bằng lại còn phải lo lắng cho bệnh tình của nhị hoàng tẩu nào có thời gian chú ý tới cô nương người ta béo hay gầy vừa nghe đã biết huynh đang nói lời khách sáo ngũ công chúa cười ha ha mặt tín vương cứng đờ nhúc nhích cái mông một cách không được tự nhiên sau cùng vẫn không tiện tiếp lời nàng hắn ta che miệng giả vờ ho một tiếng, một lần nữa phải chuyển đề tài. Ai cũng nói các cô nương đều có lối suy nghĩ độc đáo, đặc sắc. Quân giao muội muội dùng châm ngọc làm trang sức, dùng ngọc trai làm nền, lại dùng chỉ bạc để điểm xuyết, như thế càng thấy được suy nghĩ độc đáo, hơn thế nữa. Châm ngọc này là muội cài cho muội ấy đấy, bông tai ngọc trai chỉ bạc này cũng là muội bắt nàng ấy đeo bằng được, nhị hoàng huynh, có phải muội cũng có suy nghĩ độc đáo không? Ngũ công chúa vui vẻ hỏi. Tín vương không cười nổi nữa, nhưng vẫn phải khum. Tay che miệng vờ ho. Suy nghĩ rất độc đáo, rất độc đáo. Nhà đầu lắm mồm đáng chết này. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.